Đúng rồi. Về mặt định hình lối chơi thì các bạn thấy nó rất là giống với trận đấu trước mà chúng ta vừa theo dõi hồi nãy, gặp Genji với lại DK. Chất tướng của hai bên, ví dụ như OK Man Brion thì OK Seven Bang Brion thì họ đánh đúng cái đội hình của DK hồi nãy. Về mặt bản chất là y chang như vậy. Đội hình có nhiều CC, mạnh ở giai đoạn đầu và giữa của ván đấu với những pha giao tranh liên tục để có thể lăn cầu tuyết. Còn đội hình của Nong Sim Redfox thì là càng đánh càng mạnh, đánh tới giai đoạn sau thì họ sẽ outscale, vượt ngoài tầm tăng tiến sức mạnh của đối phương. Nhưng mà thời gian dành cho bên phía Korean không có nhiều nha. Ezreal không phải là vị tướng quá hạn như là Jiri ở giai đoạn về sau. Bắn đồng ý. Pop thôi, chủ tầm yếu 3 món. Nên cần phải lăn cầu tuyết sớm dành cho bên phía Korean, thể hiện được rõ ý đồ phòng ngự đến từ bên phía Nong Sim Redfox ở trong ván thi đấu đầu tiên này. Morgan, như cái cách mà công ty từng làm được thì sẽ là một cái lối chơi cánh trên rất là dễ vận hành cho bên phía của Brion. Chúng ta từng thấy họ làm điều đó rất là tốt rồi. Hy vọng là sẽ có những ván thi đấu mà chúng ta thấy được cái sự kết hợp đó. Còn trong ván này thì liệu rằng có cái cơ sở nào để có thể phối hợp về mặt chất tướng hay không đây? Na bắt cặp cùng với lại Shisuni cũng không phải là quá triệt để. Và dù sao thì họ cũng sẽ có hiện không chế tương đối là nhiều. Và nếu như họ đánh lên được cánh trên thì họ sẽ giảm được sức mạnh đến từ Mihile với lại vị tướng Aatrox. Không được farm nhiều, sát thương sẽ bị yếu, thiếu hụt về mặt trang bị. Thì đây hoàn toàn có thể được vận hành ở trong ván thi đấu đầu tiên của phía Brion. Rồi, và chúng ta hãy cùng đến với lại ván thi đấu đầu tiên này. Cuộc đối đầu giữa Brion và Nong Sim. Hai đội tuyển đều đang không có thành tích quá tốt. Cơ hội dành cho bên phía của Brion để có thể nổ hũ giành lấy cho mình ông chiến thắng đầu tiên tại LCK mùa hè của họ. 1-9-1-10, trận đấu thứ 8 của cả hai. Và hy vọng để cho hai bên cố gắng tìm được một điểm số. Tốc biến thiên định kiếm đang sẵn sàng. Vào tầm là tốc biến mà thôi. Vào tầm rồi. Đó, thiên định kiếm thành công nhưng phân chia thiên hạ vẫn có một dòng về vào và chiến công. Có chưa có thiên đấu hay. Chiêu cuối thổi. Ôi, không được, một pha xử lý tốt đến từ bên phía của Poilu khi mà ta đầu tư luôn cho nó thiêu đốt. Không thể nào trượt được ở trong tình huống vừa rồi, mặc dù vừa rồi thì Fischer cũng xử lý nghệ với một pha đánh bước chân thần tốc. Đúng rồi. Hồi phục cái lượng máu nhỏ. Nhịp quăng địa chấn nãy giờ của bên B nãy giờ tốt. Cho nên là anh ta có tỷ lệ thành công cao, làm mềm được đối phương lấy tài nguyên. Khi mà Azir phải dùng combo thì mất khá là nhiều năng lượng. Bây giờ thì di chuyển ra khu vực sâu. Khi mà không có tốc biến nha, Azir không tốc biến. Sylvie là người bị tấn công nhưng mà anh ta có không thể lay chuyển. Anh ta hất tung hai người. Pha lao vào của Fischer đã bị làm choáng bởi tấm thảm bất ổn. Hút dê trúng hai và họ dứt điểm được thành công của ánh sáng bắn tới. Mà nó không có nhiều áp lực lắm. Có một người bị kẹt là Morgan, bị đẩy dính tường, bị xiên xích địa ngục, bắt buộc phải tốc biến bỏ chạy. Brion vẫn chưa phản công được bởi vì họ không có na khổng lồ. Nhịp giao tranh là tốt hơn dành cho phía của Nong Sim Redfox khi mà họ để dành cái phép trợ dịch chuyển của On. Và đó là một tình huống mở giao tranh chấp nhoáng hơn dành cho bên phía của Nong Sim với những cái hiệu ứng khống chế được tung ra chuẩn xác. Sau đợt 2, một con đã thuộc về trong phía của Nong Sim. Phía bên kia thì Envy đang cố gắng rỉa rích với con Ezreal của anh ta. Tỷ lệ chúng là cao nha. Quăng địa chân tốt và dứt điểm được rừng của phía Nong Sim rồi. Quay ngược trở lại là Azir của Fischer. Ôi, bỗng nhiên thấy trận đảo chiều khi mà phía bên kia Leona cũng pull của Paulu cũng đã phải nằm xuống. Trao đổi như vậy thì bên phía của Nong Sim vẫn đang lời, họ vẫn đang kiểm soát được mục tiêu. Quân B quăng địa chấn lại thành công. Envy bắn tốt. Fischer anh ta bắt buộc phải lui về, chỉ còn một chấm máu mà thôi, đánh thương cũng được. Quy trúng mới đánh thương cũng được. Đó là Zhongzhe với pha trừng phạt đúng không? Đó, đón tình huống trừng phạt đến từ bên phía Zhongzhe sau khi một pha áp sát. Và đó liệu rằng có nhiều mạng được không ta? Khi mà anh ta nghĩ rằng cái thời gian hồi chiêu đến từ cái cách lưu động cũng đang gần rồi. Chắc quyết định luôn. Tôi nghĩ rằng Nong Sim sẵn sàng đánh đó. Tại vì không có bô la băng, không có cung ánh sáng, thì Brion đã mất đi một cái lượng tài nguyên giao tranh rất lớn. Đây các bạn đang thấy Nong Sim có được sự tự tin để kéo rồng ra. Rồi Brion bỏ rồi. Rồng gì đây? Nước rồi, công nghệ rồi. Hai rồng ngon cũng đã xuất hiện. Rồng đất đi, cho nó ván này nhiều tăng, nhiều trúng chịu, nhiều đấu sĩ nè. Đất cũng là hợp lý, rồng tệ thì thôi rồng lửa cũng được. Đừng ra hai rồng kia, ra hai rồng kia chán lắm luôn thật sự ở trong bối cảnh này. Chỉ cần cái nhịp ăn rồng 3, rồng 4 của họ nhanh, cũng có áp lực ở rồng ngàn tuổi cũng được. Rồi, giai đoạn tiếp theo sẽ là như thế nào đây? Chênh lệch về tiền thì có một chút nghiêng về cho bên phía của Brion rồi. Mở giao tranh của Bull Bay. Chặn tường rồi. On không có tốc biến nha. Anh ta đang kẹt lại, chưa phải là trâu lắm. Phía bên này cũng vậy, quăng địa chấn lại trúng. Bull Bay đang thi đấu cực kỳ xuất sắc và bắt buộc phải tốc biến cung ánh sáng không trúng. Nhưng người kẹt lại là Google. Chỉ có Jiwoo về được mà thôi.
một nhịp tấn công rất mạnh đến từ bên phía của Brion. Đây là một cái điều mà cần thiết ở trong cái bối cảnh hiện tại. Chúng ta đã nói đến khả năng lăn cầu tuyết rồi, nhưng họ cần phải khuếch đại hơn. Một điểm hạ gục và cơ hội để có thể bao công trình ở khung biên giữa chỉ là một vài những cái lượng máu của trụ một mà thôi. Sau đó họ phải đảo cánh hai bên cánh những cái đợt lính đã được đẩy trước của bên phía trong sim. Quân B đang đem lại rất nhiều niềm tin cho Brion cho tới thời điểm này, với tỷ lệ thành công không những tình huống quăng địa chấn cao. Hoàn toàn đồng ý. Để coi bắt đầu vào cái thế mà chúng ta đang nói rồi. Đợt lính ở khu vực dưới đang được đẩy, đường giữa thì Adriel cũng đẩy trước. Như vậy chỉ cần có cái nhịp dồn nhân sự, năm thành viên của phía Brion bỗng nhiên tràn lên khu vực cánh trên. Ôi, AG dịch chuyển à. Họ muốn bắt vào đường trên của đối phương. Bolaban đã được tung ra. Sứ giả phán quyết cũng vậy. Và người bị kẹt lại là Bun B. Anh ta chạy về sát trụ, đã tốc biến. Một chấm máu còn lại, né khỏi hắc ám soi rồi và sống. Bun B sống. Cánh dưới cũng có solo, nhưng ngay lập tức có thêm người tới. Thái Dư Asan thì đỉnh kiếm đẩy vào và Mille là người nằm xuống. Như vậy là không phải tấn công ở cánh trên, bởi vì cánh trên của phía Brion vẫn đào thoát được. Với tình huống thi đấu xuất sắc của phía Bun B, anh ta bị tấn công bởi ba thành viên của phía Nong Siem Raphael. Thay vào đó, bên phía của Brion họ đảo cánh từ khu vực đường dưới chuyển ra khu vực đường giữa. Vẫn lợi thế ở trong tình huống macro này của phía Brion. Rất lời, cực kỳ lời luôn. Đường trên họ không bị mất người, đường giữa họ lấy được trụ và họ có được điểm hạ gục nữa. Thật là Brion biết mình phải làm gì đó. Tức là cái cách mà họ triển khai đội hình là càng thấy đây rồi bắt được một người. Sylvie cuối cùng cũng đã tìm ra sai lầm của đối phương, nhưng con Bobby này quá trâu. Hỏa Dương hiệu triệu nó chỉ không trúng một người mà thôi. Sư giả phán quyết được buông ra để giữ cooldown. Morgan đang có khoảng trống, cuối cùng cũng đã câu được. Ai sẽ là người dịch chuyển về đây? Morgan nhảy thẳng vào trụ. Với tốc độ phá công trình này thì anh ta có thể đem về một cái trụ ba cho Brion. Đẩy luôn cho mình đâu cái chiêu cuối để có thể dọn dẹp đợt lính. Và đợt lính của Morgan cũng đã tiếp cận rồi, đang bị vây hãm, nhưng chắc chắn đây xem tình huống câu kéo tốt đến từ bên phía của Morgan mà thôi. Bốn thành viên còn lại của phía Brion, ba thành viên còn lại bắt đầu tấn công vào Baron rồi. Tốc độ ăn không đủ nhanh, Morgan dịch chuyển hỗ trợ luôn cho những người đồng đội của mình. Một trụ vật thêm khu vực dưới, Morgan đã bóc dở bua lại Baron tốt và nó sẽ thuộc về cho bên phía của Brion. Sylvie, anh ta chuẩn bị lao xuống, anh ta cướp được Baron. Trời ơi. Sylvie còn ở đó y nguyên mà. Kịch tính, nhiều bước ngoặt bất ngờ mà không ai có thể lường trước được. Giờ đây với bùi lợi Baron này sẽ câu được khá nhiều thời gian. Thiên đỉnh kiếm lao vào, cung ánh sáng bắn tốt. Jiwoo vẫn đang phải chạy, ta tốc biến rất nhanh. Google có che được cho Jiwoo hay không? Vẫn được, vẫn có thanh tẩy. Quăng địa chấn thành công, nhưng mà con on này trâu quá. À, trốc từ phía bên hông tạt tới. Hỏa Dương hiệu triệu nó hút, không trúng ai cả. Hai bên vờn nhau và cùng nhau rút lui. Exit địa ngục, Envy tốc biến, quăng địa chấn trúng. Vẫn vần nhau thôi. Đủ rồi, mau đến từ cho cai phía bên thì có Azir, một bên thì có Andrew, có Talia. Chưa có nhiều góc lắm để cho bên phía của Brion có thể tạt đội hình của họ, đánh rất trực diện ở trong pha thi đấu vừa rồi. Điều này nó cũng thể hiện được cái khả năng chống chịu đến từ bên phía của Google, với một con on được farm cũng trâu không kém. Bây giờ thì vần nhau nhưng ở vị trí khác. Bolaban làm choáng thành công, họ tràn vào, nhưng đây là con Bobby khá trâu. Quăng địa chấn lại trúng. Người dứt điểm thành công là Envy. Những phát đánh tay của Morgan nó cực kỳ chất lượng. Sau đó ta dí tiếp vào Fisher, tốc biến qua tường, đấm liên tục, bùm mê răng quăng. Và Fisher bắt buộc phải dùng tất cả mọi thứ để chạy. Morgan lao tới, có một cục gạch hay không? Cục gạch trúng là ăn. À, không sao quá. Ném đá lộn hướng đến từ bên phía của Morgan. Nhưng mà dù sao thì đó cũng là cái tín hiệu tích cực khi mà họ thắng lợi được pha giao tranh, tràn thẳng vào trụ khu vực đường giữa. Liệu rằng có cơ hội nào để có thể lấy được cái trụ bậc thềm hay không? Đây không, họ rẽ nhánh quẹo trái để có thể tấn công tiếp vào trụ hai ở khu vực đường trên. Vẫn còn thời gian vừa lại Baron không? Hết rồi đúng không? Hết rồi. Bên phía của Nong Siem sẽ tổ chức một pha đẩy cánh trên. Jiwoo đứng sau lưng để hỗ trợ cho Fisher, tại vì anh ta không còn tốc biến nữa, phải đứng ở chỗ an toàn. Morgan đánh đầu nhưng mà anh ta bản thân cũng nhận nhiều sát thương. Bolaban đã trúng rồi. Jiwoo đứng yên tại chỗ. Có Hỏa Dương hiệu triệu cứu Jiwoo. Đã hút thành công. Jiwoo còn một chấm máu, đã bị dứt điểm bởi Envy. Sự giải phán quyết hơi trễ một tí. Sau đó thì bên phía của Ron quyết định tràn lên. Tốc độ di chuyển họ là có. Morgan lao lên. Boomerang đã hụt. Quăng địa chấn khép góc. Fisher hết năng lượng rồi, hết máu luôn rồi. Anh ta chạy được thêm một nhịp nữa. Dựng đĩa mặt trời lên bảo kê cho Sylvie. Và cả Google đã bị hất tung quay ngược trở lại. Kẹt rồi. Google là người duy nhất nằm xuống. Hy sinh Google để giúp cho Fisher phải về được ở trong tình huống đó. Vẫn là tình huống giao tranh thắng lợi dành cho phía Brion. Đặc biệt đó chính là một tình huống thi đấu rất chủ động. Ui, dịch chuyển luôn cả. Envy à. Mất rồi, mất dịch chuyển cô học rồi. Mất dịch chuyển cô học là đi rồi. Envy nằm. Envy sẽ nằm để mà gục dành cho Fisher. Một tình huống đáp trả dành cho phía Nong Siem Raphael.
Gunbe sẽ lựa góc để có thể cắt đôi đội hình của đối phương trong hang Baron. Phía bên ngoài, Google Siwu cố gắng ngăn chặn Rion. Góc này của Gunbe rất đẹp. Baron thấp máu, anh ta dựng tường lao thẳng vào cạnh tranh. Sứ giả phán quyết được kích hoạt ở trong hang Baron, chỉ có một cái trừng phạt mà thôi. Mà người thành công là Siêu Vi. Sau đó họ tràn đánh ngược ra. Hắc ám sao đổi bắt buộc Rion phải tốc biến bỏ chạy. Phân chia này hạ không trúng ai cả. Morgan trong hang Baron. Morgan na khổng lồ thu hút sự chú ý của đối phương, nhảy tới dứt điểm được Fisher. Wow. Tạo thành thế gồng kim bánh mì kẹp thịt, một mình anh ta cân ba phía sau. Anh ta hất được hai người nhưng đã phải nằm xuống, nhưng đồng đội của anh ta thì đã có đủ khoảng trống để có được điểm hạ gục với những pha quăng gạch liên tục. Bunbe nhắm vào Siêu Vi nhưng con Bobby rất là trâu, còn con Atrox đang chặt liên tục và Envy nằm xuống, mỗi bên còn hai người. Envy bắn không vào mẫu của Mille nhưng mà con rồng này sắp ra rồi. Mille đi hơi nguy hiểm, bật chiến binh tận thế tăng tốc độ di chuyển về với đồng đội của mình. Một tài nguyên của nông sim vừa mất. Sứ giả phán quyết rồi, dòng dê đi một quãng đường rất xa. Linh hồn rồng gió thôi, cũng phải là tăng tiến sức mạnh lớn lắm. Bên phía của nông sim sẽ bấm B về nhà phòng ngự. Rion sẽ phá một tình huống biến về và tấn công vào khu vực đường giữa, hay sẽ là ép vào tranh đây. Hai dịch chuyển đã được sử dụng để về nhà cho chắc. Vua đá băng giữ chân được Google và Google sẽ nằm. Bao nhiêu thời gian điểm số? Thời gian điểm số Google là bao nhiêu? 58 giây rồi. Nhưng mà hơi xui cho bên phía của nông sim Redfox đó. Có một cái trích để bạn đúc đồ cho On đó là nó sẽ đúc vào cái món trang bị ở slot 1, vị trí đầu tiên. Nếu như mà ưu tiên vào cái mũ thì nó sẽ tối đa hóa cái lượng sức mạnh phép thuật nhiều hơn. Bắt lẽ ở khu vực dưới đến từ bên phía của Brion. Mille không có tốc biến. Thiên đỉnh kiếm đã trúng, thay giờ sang chặn đường. Morgan đánh tay với rất nhiều sát thương. Sứ giả phán quyết cố gắng cứu bồ, đẩy được một người mà thôi. Mille vẫn nằm xuống nhưng ngay lập tức cũng câu trả lời từ nông sim. Mỗi bên mất một. Tiếp tục là tình huống bắt lẽ thành công dành cho bên phía của Rion khi mà họ đổi hỗ trợ lấy vị trí chủ lực lại góc của Mille. Thì cũng là một tình huống đánh đổi tạm thời có thể gọi là chấp nhận được ở trong tình huống này. Nhưng sau đó sẽ là một pha thi đấu như thế nào đây? Cần phải có một cái bước chạy đà mạnh hơn của bên phía Rion nữa. Nhà lính ở khu vực dưới chắc cũng đang chuẩn bị hồi rồi và quyết định đến từ bên phía của Rion là thôi dừng lại một nhịp. Đội hình của Rion đang phải lùi ra khỏi khu vực hang Baron. Morgan quyết định lấy áp lực đường giữa nhưng ngay lập tức có Mille cầm kiếm ra để bảo vệ căn cứ của mình. Trong khi đó ở khu vực hang Baron thì nông sim đã quyết định tổ chức ăn. Siêu Vi có sứ giả phán quyết, sau đó hỏa dương hiệu triệu mở, họ mở rất đẹp, tìm kiếm được mục tiêu đầu tiên và dứt điểm đó rất nhanh. Từ phía sau Atrox lao tới chặt liên tục. Envy thấp máu quá rồi và Envy bắt buộc phải chạy, nhưng chiến binh tận thế làm sao chạy được. Rion đã thất bại hoàn toàn trong vài giao tranh và Yongzhe là người đang cố gắng bỏ chạy bằng hạt thông nổ, nhưng Baron sẽ nằm trong tay của nông sim. Khả năng bật ngược trở lại dòng tranh đến từ bên phía của nông sim là tốt. Họ có được cho mình đó hỏa dương hiệu triệu đến từ bên phía của Google. Áp lực mở dòng tranh là triệt để với những tình huống hút dê lần hai. Sát thương đến từ Azir là nhiều, còn cái nguồn sát thương đến từ bên phía của Brion thật sự rất hạn chế, không cần Baron. Bên phía của nông sim Redfox quyết định tấn công vào những cái trụ bậc thềm ở khu vực giữa. Đường giữa thì đang có được một răng dê, đang có được một Morgan, nhưng liệu rằng có đủ năng lực để nó phải thông ngự hay không đây? Khả năng phá trụ của phía Azir là tốt quá. Anh Linh hay có mấy câu hỏi tù từ lắm nha. Nếu như anh hỏi là có phòng ngự được hay không thì câu trả lời của tôi là không. Nhà là win. Nông sim đang từ từ tiến vào, họ đã có được trụ về nhà chính đầu tiên. Morgan lao ra đẩy đối phương ra, nhưng ngay lập tức nông sim quay ngược trở lại với phân chia thiên hạ, hất tung hai người và quét sạch cộng với thắng lợi cho nông sim Red Fox. 40 phút của bán thi đấu, những sức mạnh đã được hình thành, chiến thắng đã thuộc về dòng chữ của nông sim là điều mà chúng ta có thể dự đoán được khi mà họ khóa vào Senna và On ở khu vực dưới. Chỉ có điều đáng tiếc là bên phía của Don không lăn được quả cầu tiếp ở trong bán thi đấu này mà thôi. Đúng, đội hình của họ so với đội hình đối phương là có hạn sử dụng và rất tiếc là họ đã không thể nào chạy được cái deadline này.